Chào tất cả các bác nha. Sáng nay là ngày 26 tháng 12. Hôm nay em lên tiếp tục em xả cho các bác cái lô giày, phải nói là vim vịp luôn các bác nhé. Đấy, các bác ưng luôn nào nhanh tay liên hệ. Số điện thoại em là 0383 440 440. Số thứ hai là 0338 446 369. Đây. Một đôi phải nói là đẳng cấp luôn cho các bác chơi. Đẹp lắm các bác ạ. Cho các bác nhìn cái đôi này là đảm bảo các bác mê ngay lập tức. Đây một cực phẩm ngày hôm nay cho các bác chơi, đủ đẹp chưa ạ? Qua là VIP luôn, DS đẹp quá các bác ơi. Ui giời, nói châm hết luôn đấy. Mã code này, xài quốc dân mình nha, xài 40 đấy ạ. Một đôi giày không có điểm gì để chê hết ạ. Quá đẹp luôn. Đấy, xài 40. Mã A 60, xài 40 này. Đấy, bác lấy đôi này em để bác cái giá là 2 triệu. Đó nha, 2 triệu một đôi size 40, đẹp. Đẹp nên gọi là đẹp hú hồn luôn mà. Không có đối thủ luôn. Riêng đôi này các bác đeo trọn đời không bao giờ hư được. Chất liệu già nó này. Đựng kim mũi chỉ này. Nó cứ gọi là kinh điển luôn chứ. Đấy. Đấy. Mã AA60 này, size 40, giá 2 triệu. Tiếp tục em lên cho các bác một đôi VIP VIP nữa, size 40 các bác nhé. Đẹp không ạ? Đôi giày này các bác nhìn theo em cái. Nó cứ gọi là đẳng cấp này. Đáng một tiền mà gạo không các bác? Thương hiệu này. Đấy, thương hiệu Servipia các bác nhé. Thương hiệu nó quá VIP của đàng Hàn Quốc rồi. Đẹp không ạ? Những cái đôi này bác đeo biết bao giờ cho hỏng được các bác. Đến 100 năm chả hỏng được chứ đừng nói 1 năm. Da này các bác bảo da sao hỏng được. Size 40 các bác nhé. Mã AA61. Size 40. Đôi này giá của nó là 2 triệu 1. 2 triệu mốt cho bác một đôi giày đeo cả đời mà không hư các nhé. Đôi này đúng là các bác đeo cả đời không hư luôn. Mã 61 size 40 giá 2 triệu mốt. Lâu lắm có những cái đôi giày này nó về các bác ạ. Thật sự luôn, nó rất là hiếm hoi. Em lên cho bác một đôi size 42. Một đôi size 42 giày dạng giày nai nhé. Đôi này là giày nai, giày da như giày nai. Giày hiệu. Giày classic. Thương hiệu class các nhé. Nó cứ gọi là đẹp hú hồn luôn. Đấy, một đôi size 42. Đây, thương hiệu này các bác. Một đôi size 42 thương hiệu Class. Mã AA62. Size 42. Đấy, bác lấy cái này để bác cái giá là 1 triệu 6 bác nhé. 1 triệu 6 đấy ạ. Đấy, AA62 size 42 giá 1 triệu 6.
Tiếp tục em lên cho các bác một đôi size 43 các bác nhé. Size 43. Tendi. Bởi vì chân này nó báo 42 bác nhá. Thực ra đôi này là đôi size 42 thôi. Thế nhưng mà em chân 42 em đeo rộng bác nhá. Bác nào chân 43 đeo mới đẹp được. Đấy, một đôi thương hiệu Tendi đình đám luôn bác nhá. Mã cốt đầy đủ này. Một đôi Tendi size 42 nhưng mà bác bảo chân 43 đeo được bác nhá. 42 chân em là đeo hơi rộng đó. Mã AA63. Size 42. Đấy, bác lấy đôi này em để bác cái giá là 1 triệu 7. 1 triệu 7 bác nhá. AA63 size 42 giá 1 triệu 7. Lên cho bác một đôi size size nhỏ, giày hiệu size nhỏ. Trời ơi, cái đôi giày này các bác nhìn này. Dễ ghét không? Size 39 này. Một đôi size 39 giày hiệu size nhỏ. Pipe này mã cốt bác nhìn chưa? Pipe. Giày hiệu còn size nhỏ nữa các bác nhé, rất là hiếm hoi đó. Đấy, size 39. Mã AA64. Size 39. Bác là lúc này em để bác cái giá là 1 triệu 2. 1 triệu 2 các bác nhé. Size 39 ạ. AA64 size 39 giá 1 triệu 2. Tiếp tục lên cho bác một đôi này, nó mới đẳng cấp này. Size của nó là size 40 40.5. Da này. Đế này. Size 40.5 các bác nhé. Một đôi giày của Anh Quốc bác ạ, London món này, Anh Quốc rồi. Đấy, size 40.5. Form như cái như kiểu Gucci ấy bác nhỉ. Da này, da cá đuối. Mã AA65. Bác nào lấy đôi này em để bác cái giá là 1 triệu 6. 1 triệu 6 bác nha. Mã AA65 này ạ. AA65 size 40.5 giá 1 triệu 6. Em lên cho bác một đôi giày nó độc. Độc lạ. Đôi mít xốp, hàng này hàng gọi là hàng đẳng cấp rồi bác nhé. Đây. Size 42 là một đôi mít xốp này. Dành những đôi nào bác thích chơi giày hiệu nhé. Tất cả đều dập hiệu đấy bác nhé. Mít xốp này. Đấy. Dành những bác nào chơi giày hiệu, đôi này siêu phẩm rồi. Size 42 một đôi mít xốp này ạ. Đây mã cốt này.
thương hiệu. Đấy, một đôi mid shop size 42. Đôi này nó quá đẳng cấp rồi. Mã AA66. Size 42. Bác lấy đôi này em để bác giá là 2 triệu 2 luôn. 2 triệu 2 đôi này các bác nhé. Một đôi giày hiệu của mid shop. Này, mã A66 size 42 giá 2 triệu 2, có nhìn cái đế không mà hơi mê đúng không? Đôi này không đôi nào hiệu luôn nữa, nó rồi. Tiếp tục em lên cho các bác một đôi nó gọi là đẳng cấp luôn. Đôi này già ghê thật. Giá gớm mặt luôn. Đường kim mũi chỉ rồi. Đôi này của nó size 41 các bác nhé. Đẹp lắm. Đôi này đẹp lắm. Size 41. Mã A67. Size 41. Đấy, bác lấy đôi này em để bác cái giá là 1 triệu 3 các bác nhé. 1 triệu 3 thì ạ. AA67 size 41 giá 1 triệu 3. Tiếp tục một đôi size 41 nữa. Trời ơi, một đôi giày hiệu các bác ạ. Đôi này nó quá là đẳng cấp rồi, size 41 này. Đây, có nhìn cái da nó này. Ghê chưa? Này, đế này. Đế gần. Size 41 bác nhá. Đẹp gọi là mê mạn lòng người luôn. Đây, một đôi đi gần này, mã cốt này. Đấy. Một đôi đi gần size 41. Mã AA68. Size 41. Đấy. Bác lấy đôi này em để bác cái giá là 1 triệu 2. 1 triệu 2 các bác nhé. Một đôi giày hiệu. Này, AA68 size 41 giá 1 triệu 2. Tiếp tục lên bác một đôi size 42 này. Xenia size 42. Đường kim mũi chỉ này. Xenia size 42. Đẹp lắm các bạn ạ. Size 42 mã Xenia. Mã AA69. Size 42. Bác lấy đôi này em để bác cái giá là 1 triệu 2. 1 triệu 2 bác nhá. Một đôi giày quá đẳng cấp luôn. AA69 size 42 giá 1 triệu 2. Em lên thì bác đôi giày size nhỏ, giày hiệu size nhỏ bác nhé. Đồ này thì nó gọi là quá hiệu, giày hiệu này.
bác nhìn này. Size 39. Tem đi. Rồi tem đi bác nhá. Mã code đây. Đấy, một đôi size 39, đồ này thì hiệu lắm các bác nha. Hiệu không đối thủ luôn, quá xịn sò. Mã AA70. Size 39, bác lấy đôi này em để bác cái giá là 1 triệu 6. 1 triệu 6 đôi này các bác nha. Đôi này thì nó xịn lắm, các bác đeo đi chọn đời chả hư được. Đấy. AA70 này, size 39, giá 1 triệu 6. Tiếp tục em lên cho bác một đôi. Một đôi mi đắc bác nhá, một đôi mi đắc size 39 nữa. Đấy. Thương hiệu đẹp lắm các bạn này, mã cốt này, một đôi mi đắc size 39. Đây là bắt kiếm đồ thứ hai có mã AA71 size 39. Bác lấy đồ này em để bác cái giá là 1 triệu rưỡi, 1 triệu rưỡi cho bác chơi luôn này. Mã A71 này, size 39, giá 1 triệu rưỡi. Tiếp tục lên cho bác một đôi giày hiệu size 39 nữa. Đôi này dạng dạng nửa da lộn nửa da kia nhá, dáng thể thao quá nhá. Size 39. Mã AA72. Size 39. Bác lấy đôi này em để bác cái giá là 1 triệu 1 các bác nhé. 1 triệu 1 thì ạ. Mã AA72 này size 39 giá 1 triệu 1. Tiếp tục em lên cho bác một đôi Xenia size 40. Lên bác đôi Xenia size 40 này. Đường kim mũi chỉ có thấy phê không? Đế này. Mã cốt đấy, Xenia size 40, mã AA73, size 40. Bác lấy đôi này em để bác cái giá là 1 triệu 6, 1 triệu 6 bác nhé. Đấy, mã AA73 size 40 giá 1 triệu 6.
Tiếp tục em lên cho các bác một cái đôi giày size 41. Đôi này nó vít lắm bác nhé. Đôi này cực vip luôn. Có nhìn đế nữa này, thương hiệu này. Nhìn rõ không ạ? Đấy. Thương hiệu nó đẳng cấp luôn. Này, mã cốt của Gucci rồi nhá. Đấy. Lâu lắm mới có đôi Gucci rồi nhá. Đấy. Đây một đôi Gucci rồi nhá, size 41 ạ. Lâu lắm mới về đôi Gucci đây ạ. Đôi này gọi là hàng hiếm rồi. Đấy. Đây là một đôi Gucci rồi nhá, size 41. Đấy, gọi là vip vip luôn. Nhìn cái đường kim nó may vào đây. Đẹp quá. Thương hiệu Gucci này nó là thương hiệu riêng của anh nhé. Đấy, một đôi size 41 Gucci. Mã AA74. Size 41. Giá là 2 triệu 2. 2 triệu 2 cho đôi Gucci này các bác nhé. A74 này size 41 giá 2 triệu 2. Tiếp tục một đôi size 41 cho các bác. Đôi này nó không thua kém đôi Gucci nhá, nó là thương hiệu đắt. Nó tương đương với đôi Gucci luôn. Thương hiệu đắt các bác nhá. Tất cả đều dập hiệu hết này. Đấy, đây ạ. Mã code các bác nhá. Đấy, một đôi size 41 Gucci. Mã à cái mất mã mã đắc AA75. Size 41. Đôi này giá là 1 triệu 8 bác nhá, 1 triệu 8 ạ. Thương hiệu đắc bác nhá. AA75 này size 41 giá 1 triệu 8. Đấy, video ngày nay em xin phép tạm dừng đây các bác nhé. Để các bác ưng đôi nào các bác nhanh tay liên hệ ạ. Số điện thoại em là 0383 440 440. Em xin phép chào các bác.